Năm 2023 đã đi qua hơn một nửa và đã có đến 3 ngân hàng lớn tại Mỹ tuyên bố phá sản theo hiến pháp của Mỹ. Và những sự kiện này đã khiến người dân Hoa Kỳ nhớ lại những năm 2008, một năm đầy đen tối và là vết nhơ mà bất kỳ ai cũng muốn quên đi. Hãy cùng Jason tìm hiểu thông qua video ngày hôm nay. Cú ngã của gã khổng lồ đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng này. Các bạn hãy nhìn bức hình này. Đây là những nhân viên của Lehman Brothers vào sáng thứ Hai ngày 15 tháng 9 năm 2008. Họ đang dọn đồ bước ra khỏi tòa nhà cùng tên. Chỉ một tuần trước đó, những gương mặt thất thần này đã từng là người làm việc tại một trong những ngân hàng lớn và lâu đời nhất nước Mỹ. Công việc bị quét sạch chỉ sau một đêm khi ngân hàng này tuyên bố phá sản. Nguyên nhân chính đã đẩy cơ đồ trăm năm này vào bước đường cùng, không phải do cạnh tranh thương nghiệp hay một mưu đồ đen tối nào đó, mà nó đến từ một chiến lược dựa trên lòng tham. Vậy, nguyên nhân đến từ đâu? Từ giữa đến cuối năm 2007, tổng giá trị danh mục đầu tư của Lehman Brothers lên đến 85 tỷ đô và đều là những khoản đầu tư mang tính rủi ro từ cao cho đến rất cao. Đến tận quý 4 2007, khi thị trường chứng khoán có những dấu hiệu phục hồi nhẹ thì đây là cơ hội vàng để ngân hàng này thoát vốn. Nhưng họ đã không bảo vệ chính mình. Họ lại bơm thêm tiền vào khoản đầu tư của mình. Và đầu năm 2008, quỹ đầu cơ Bear Stearns dưới quyền của Lehman Brothers tiếp tục ghi nhận nhiều khoản lỗ liên tiếp. Từ đây, niềm tin vào cổ phiếu ngân hàng đã tiếp tục giảm. Hệ quả của nó chính là 40% giá trị cổ phiếu của Lehman bốc hơi. Và phải đến tận quý 2 2008, những nỗ lực nhằm giảm thiểu thiệt hại mới được thực hiện. Và Lehman đã thực sự quá trễ rồi. Mặc dù là Lehman Brothers đã huy động được 6 tỷ đô từ các nhà đầu tư để bù vào khoản lỗ 3 tỷ đô trong quý 2. Đồng thời, lượng thanh khoản được bơm lên đến mức 45 tỷ đô để tỷ lệ vay thế chấp nhà ở và thương mại giảm 20%. Và tỷ lệ đòn bẩy giảm từ hệ số 32 xuống còn 25 thôi. Nhưng đến đây, số phận của Lehman Brothers đã được định đoạt. Vậy, hậu quả là gì? Vào ngày 9 tháng 9 2008, giá cổ phiếu của Lehman giảm về 45% về giá 7.79 đô, một mức giảm vô cùng lớn trong lịch sử ngân hàng. Chỉ một ngày sau đó, Lehman công bố kết quả tài chính yếu kém trong quý 3, không những khiến ngành ngân hàng mà là thị trường tài chính cũng bị sốc đi. Trong những ngày tiếp theo, cổ phiếu của Lehman giảm thêm 42% và tiếp tục sụt giảm 93% vào ngày 12 tháng 9 năm 2008. Và đến ngày 15 tháng 9 năm 2008, Lehman Brothers chính thức tuyên bố phá sản. Kết thúc 158 năm huy hoàng trong ngành ngân hàng và tài chính. Hậu quả của sự sụp đổ Lehman Brothers lên thế giới như thế nào? Sự sụp đổ của Lehman Brothers không những giáng một đòn mạnh mẽ vào nền kinh tế Mỹ, mà nó còn khiến cả thị trường tài chính của thế giới lao đao trong nhiều tuần tiếp theo. Điều này cũng vô cùng dễ hiểu thôi, vì vị trí của Lehman Brothers không chỉ ở cao nhất Hoa Kỳ, mà còn các quốc gia châu Âu cũng phải nể phục. Ước tính vào đó, hơn 10.000 tỷ đô la sản lượng kinh tế đã bốc hơi, chủ yếu để bù đắp vào các khoản nợ khổng lồ. Cụ thể về mặt số liệu, kể từ sự kiện ngày 11 tháng 9, thì việc phá sản của Lehman Brothers là sự kiện thứ hai khiến số Dow Jones giảm hơn 4%, tương đương 500 điểm. Tại lục địa già, sự sụp đổ của Lehman Brothers cũng khiến nhiều thị trường chứng khoán của các nước tư bản suy thoái nghiêm trọng. Cụ thể, các thị trường chứng khoán London, Paris và Đức giảm từ 3% đến 4%. Tại Nga, tình hình cũng không thể khá hơn khi nước này buộc phải tạm đóng cửa khi các chỉ số giảm đến 16%. Tại châu Á, tình hình cũng không khả quan khi Ấn Độ, Đài Loan và Singapore đều phải hứng chịu nghịch cảnh khi các thị trường này không nghỉ lễ Trung Thu. Vậy, những bài học dành cho các nhà đầu tư tiền mã hóa như thế nào? Chu kỳ xén lông cừu nè, chứng khoán, bất động sản và bất kỳ loại tài sản nào cũng đều là một miếng mồi được các cá nhân, tổ chức theo đuổi hồng làm tăng giá trị của chính mình. Nhưng ít ai hiểu được về chu kỳ xén lông cừu của các định chế tài chính lớn trên thế giới. Và Lehman Brothers là một ví dụ. Khi một con cừu đã ăn đủ no, bộ lông đủ khỏe, thì đã đến lúc bộ lông bị thu hoạch. Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển 158 năm,
Lehman Brothers đã gần như né được những lần thu hoạch để tồn tại. Tuy nhiên, lòng tham đã khiến đế chế này bị suy thoái khi đồng ý bổ sung vào danh mục đầu tư của mình những khoản nợ vay thế chấp, khiến số tiền bị bơm lên quá mức mà ngân hàng này có thể gồng gánh được. Từ đó, họ phải tiếp tục nhận các khoản khỏi chờ và bán tài sản với giá rẻ cực kỳ. Từ đây, con cừu này đã bị xén lồng đến tận bên trong lõi. Điều cũng dễ dàng xảy ra với các định chế tài chính trong thị trường tiền mã hóa, khi các tổ chức tài chính truyền thống cũng dễ dàng bị vỗ béo để rồi cuối cùng phải bán mình một cách rẻ mạt. Là người đầu tư, hãy quan sát các chu kỳ thị trường để lựa chọn hướng đi đúng cho chính mình. Rất có thể tiền của bạn đang ở một sàn giao dịch nào đó sẽ bị cuốn trôi chỉ trong một đêm. Hãy cẩn thận với các sản phẩm tài chính mới. Gần đây, những sản phẩm tài chính mới như Bitcoin ETF đang được thông qua. Đây là điều đáng mừng khi Bitcoin đang được chấp nhận ở nhiều nơi hơn. Tuy nhiên, khi một sản phẩm mới trong thị trường tài chính được ra mắt, cũng là lúc hàng tá những sản phẩm đạo nhái như những đại gia tự xưng mọc lên như nấm như sau mưa. Không những thế, vì là sản phẩm mới, sẽ còn rất nhiều thời gian để các bài hướng dẫn chuẩn chỉnh được xuất bản. Hãy theo dõi Jason và Coin68 thường xuyên hơn để cập nhật những tin tức mới nhất. Lehman Brothers và những cơn khủng hoảng năm 2008 là bài học lớn mà tiếng vang của nó đã khiến nhiều nhà đầu tư khiếp sợ khi nhắc đến. Hy vọng thông qua video này, Jason mang đến cho bạn những thông tin bổ ích và những kinh nghiệm đáng nhớ cho mùa bull run sắp tới. Và mình là Jason, đến từ Coin68.